là thấy cái mùi rất thơm. Ngộ vậy đi mua cái người. Con muốn 20 không con? Dạ đúng rồi. Rồi để muốn cho con đi trước nè. Con muốn 20 hay 15? 20. 20 luôn. Rồi con đợi muối xíu nha, muốn cho con đi liền nha. Dạ. Dạ cái đó là trân châu chú ơi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Ăn Vặt Sài Gòn và Du Lịch. Hôm nay mình có đi qua đây để xin giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn những món ăn đường phố Sài Gòn này. Mình thấy là xe trà sữa của cô Muội này rất đông khách đang đợi mua. Địa chỉ của cô bán là ở đây là đối diện số 19 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận Nhất. Cô chú anh chị và các bạn ai có đi mua trà sữa thì mình biết đó. Giờ mình xin vô quay giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem nhé. Dạ bây giờ muốn yêu cầu xếp hàng cho mũi đi để mũi dễ vào nha. Khách đông quá trời luôn này, xếp hàng luôn rồi cả nhà. Xếp hàng đi, xếp hàng thẳng đi đúng tùm lum ta lạ. Rồi. Dạ con qua bên bản con bỏ đá vô đây. Qua bên đây xếp hàng luôn đi con ơi. Để muốn dễ giao mất công nào cũng để dành tới trước hết á. Muốn làm đâu có kịp đâu à. Hả? Hai con tới trước mà cái anh không? Con đợi chút xíu đi. Con đợi một xíu đi muốn làm. Bữa nay không có hồng trà đâu nha con. Con muốn làm không kịp ra đó con gái vô. Rồi con lấy Milo con phải đợi xíu. Khách đông quá không phải xếp hàng con, luôn không con mà. À, xếp hàng rồi. Tiền. Con mấy đầu cuối nè anh trai ơi. 653 nè. 653, 653 nha. Còn mấy đầu cuối luôn nè. Bây giờ cô xúc quá trời lưu đá để vào đây sấn làm cho mọi người luôn này. Khách đợi quá nhiều. Có cũng có làm 3 ly thóc đá rồi, đợi một xíu đi. Chắc là cacao cả nhà. Đó, còn đây là Milo này, Bravo này. Cô Muội giới thiệu cho con cái giỏ giấc mình bán với cái giá tiền luôn đi, tại con mới sang bên kia bảo bên kia tách nhạc. À, dạ. Tại vì á, bình thường á, từ thứ hai đến thứ sáu á, là dùm bố đứng á, thiếu 20 phút nữa 1 giờ bố đứng ở đây. Dạ. Tính 2 giờ là bố đẩy đi. Dạ. Rồi mỗi 2 giờ á, rồi bố đứng ở bên á là 252B cô Bắc. Dạ. Đứng 252B cô Bắc. Dạ. Là đến tối luôn. Dạ. Chỉ có thứ bảy chủ nhật á, là dùm nói thiệt là bố chơi liều quá. Dạ. Chứ thật ra là mũi đứng ở đây cũng hồi hộp lắm.
Dạ. Hồi hộp mấy anh đó. Dạ. Đó là chỉ có thứ bảy chủ nhật là cô Muội là cô đứng ở đối diện số 19 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận Nhất. Đúng rồi đó. Như cô bán giá tiền là bao nhiêu tiền một ly ấy nhỉ? Nếu mà bình thường là 15 nghìn. Dạ. Ai uống nhiều thì 20. Dạ. 40 ly bự. Dạ. Con nằm ơn lấy mũi cái điện thoại với con. Ở chỗ đây nè, con điện nước cái giùm mũi đèn của con mấy ly. Ba ly thôi đúng không? Ba ly với lại một ly trà sữa Milo đi đâu? Nước đá thôi mũi. Đúng rồi, con kêu nó lấy nước đá cho dì mũi đi. Còn chả dạy, chả nuôi tôi nha. Được. Được không? Được là không bán dẹp luôn, về luôn. Về. Ở này. Xếp hàng từ quý mình quay luôn nè. Cả nhà. Con lụm giùm mũi đi con. Bỏ vô tô nước màu đỏ này nè con. Bỏ vô tô nước màu đỏ giùm mũi đi. Nè nè bịch ở đây nè, bịch ở đây. Rồi con bỏ cái đó vô trước. Quá đông luôn á. Các thằng phải bây đi giờ làm phụ cho con luôn. Cảm mũi nha. Đây. Của con mấy ly vậy con? Một ly thôi đúng không? Rồi được. Đây, bỏ bịch giùm mũi đi. Chứ không mấy anh đâu nghĩ tới cái mũi chạy không có kịp đâu con. Ừ. Rồi con đẩy mắt giùm mũi nha. Rồi của con có một cái Milo đá dầm của con phải không? Con còn ly với một ly trà sữa nữa. Đó thì xong rồi đó con. Trà sữa chưa có gì mũi rồi. Trà sữa Milo đó. Đó, cái đó, đó. Đâu phải của một con trai nào này. Trời đất ơi, chứ gì con mấy là đâu được. Của ba thêm đứng đậu chứ không? Đâu có đâu, muốn tưởng con bỏ vô cho thằng nào này. Rồi con tự bỏ bịch đi. Con có ly trà sữa cho con. Có, đâu muốn tiếng 15-20 năm rồi. Trà sữa trân châu không bỏ đá đúng không con? Đúng rồi. Em muốn cho tụi con đi lẹ lẹ chứ mấy ba tấn cá muốn chạy không kịp đâu. Có tiền mũi ơi. Rồi con 7 ngàn rồi. Rồi đến xong thì con bán lần. Mà chị đi trước đi. Rồi. Cảm ơn con nha, con chị nhiều. Có nhiều người cũng có chị yêu. Mấy ngày này ra đây bỏ bịch dịch mũi đi. Bỏ bịch mũi luôn đi con. Lấy giùm ba cái ống hút ba cái mũi giùm mũi luôn nha. Con 4 ly. Rồi con 4 ly nè. Rồi đây nè. Bỏ ba cái ống hút ba cái mũi giùm mũi đi. Của con một ly bao nhiêu vậy con gái? Rồi. Đây nè, của con nè. Trời. Đây là mình bán hết là toàn bộ 15 ngàn hết hả cô? Dạ không có đâu, tại vì tụi nó uống theo yêu cầu. À, theo yêu cầu. Dạ, dạ. 20 thì uống theo 20 á. Cái này là theo yêu cầu. Đúng rồi con, chứ muốn tới tiền định đa. Dạ. Giá tiền. Dạ. Cũng không có hẳn định giá tiền được. Vâng. Ừ. Như ly ngon nhất là đặc biệt nhất là bao nhiêu tiền hả cô? Dạ 40 ngàn. Dạ, tí cô làm cho con ly đó. Nhưng dạ. Mà muốn nói trước một mình con uống 40 ngàn thì chắc nó ngán. Uống 20 nghìn. À, dạ, thế uống 20 à? Dạ. Em muốn làm cho. Dạ. Con gắng đợi. Cô cứ làm hết đi, con đợi cuối cùng nữa. Dạ, đông khách quá. Trời ơi, bà đưa lại bà đi bán chỗ khác đi, tôi đang quýnh quén lên mặt còn hỏi hoài. Con, lên lề anh ơi, làm ơn, mà cướp anh đợi giùm em. Đây.
ơi, bán cho mau hết. Một ly đó đủ rồi đó. Rồi, con nói muốn gì? 2 ly. 2 ly. 15, 20. Rồi. $20,000 là thấy ngon rồi cô nhỉ? Dạ, dạ đúng rồi. Thì món của mình 20,000 là khách mua nhiều. Tại mấy đứa tụi nó uống chân trâu nhiều quá. Dạ. Chân trâu nhà mình tự làm á. Dạ đúng rồi. Đúng là hấp dẫn. Đây là con có bệnh chụp mũi nha. Đó là con hai chị. Rồi con có một ly và bao con? Trà sữa chân trâu. Rồi. Con cộng tiền giùm mũi đi nha, tại vì mũi không có biết cộng đâu. Bên bển nó ép mũi quá, muốn biết đường đâu mũi đỡ. Rồi. À, rồi sau đây á, mình cũng xin kết thúc video á, quay cô mối bán trà sữa cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều á, luôn theo dõi ủng hộ những video mới của mình á.